xin mến chào cả nhà. Xin kính chúc cả nhà chúng ta có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thì em Ghi đang đứng trước hai cái ngân hàng lớn này, Sacombank và Agribank. Hiện tại thì buổi sáng mà thấy cái lượng khách vào đây nó cũng eo xèo lắm. Tuyến đường Trần Hưng Đạo ở đây thì khỏi phải bàn về cái độ nổi tiếng rồi. Đường Trần Hưng Đạo quận 5 này thì nổi tiếng từ ngày xưa đến giờ luôn. Thứ nhất là rộng lớn, thứ hai là nhiều điểm ăn chơi, nhiều chợ lớn, gần như là tất cả các bệnh viện, đa số các bệnh viện thuộc cấp sở và cấp trung ương thì ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì cũng nằm ở quận 5 rất nhiều. Ví dụ như là Đại học Y Dược nè, rồi bệnh viện Chợ Rẫy nè, rồi bệnh viện An Bình nè, 7A Nguyễn Duy Phương rất là nhiều luôn, thì gần như là nằm ở khu vực này hết. Nhưng mà hiện tại thì tình hình kinh doanh buôn bán ở đây thì ghi thấy khá là chậm luôn. Đó thì có nhiều cái cửa hàng người ta cũng phá sản, đóng cửa rồi. Và đây cũng phải nói là nó trở thành một cái đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta trong thời điểm hiện tại. Trước đây khi đến thành phố Hồ Chí Minh thì cái đặc sản mà người ta nhắc đến nhiều nhất đó là kẹt xe. Nhưng mà hiện tại thì tình hình kẹt xe đã giảm nhiều do là nền kinh tế toàn cầu xuống cấp. Thì Việt Nam chúng ta là cũng là một thành viên của nền kinh tế thế giới cho nên là bị ảnh hưởng rất nhiều. Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh là một đầu tàu kinh tế đất nước nữa. Thì hai bên đường thấy mặt bằng đắc địa ở đây không mà bây giờ là không cho thuê được. Đó thì do phá sản thất nghiệp nhiều và cũng nhiều anh chị em công nhân gọi là bỏ về quê. Rồi nhiều đại gia cũng tháo chạy khỏi Sài Gòn này nữa để tìm một cái vùng kinh doanh mới. Cho nên là hiện tại thì Sài Gòn chúng ta thấy là bắt đầu là cũng đã thưa người dần rồi so với trước đây. Nhưng tuy nhiên thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta vẫn là sầm uất nhất nước. Thưa là so với trước đây thôi chứ hiện tại thì vẫn so với tất cả các tỉnh thành thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta vẫn đông. Nhưng mà những cái mặt tiền như thế này đây, Trần Đạo mặt tiền khu vực này thì cho thuê là ngút ngàn luôn. Kinh doanh rất là ổn từ trước đến giờ, nhưng mà từ sau đại dịch Covid đến nay thì tình hình kinh doanh là chưa từng bao giờ thấy những cái mặt bằng như thế này. Kể cả những người đầu tư kinh doanh mà mua những cái nhà mặt tiền gì để cho thuê nữa, đây là một cái dòng tiền gọi là hấp dẫn. Tại vì tháng nào cũng vô mấy chục triệu, mấy trăm triệu hết. Rất là tuyệt vời. Khi mà mua được cái nhà ở đây rồi chỉ cho thuê đó, rồi không ăn, nơi ăn cũng không hết, rồi dư tiền mua những cái nhà trong hẻm luôn. Nhưng mà hiện tại thì phải nói là thất thu chưa từng có. Trước giờ Sài Gòn chưa từng có cái cảnh mà mặt tiền kinh doanh mà lại ế khách như thế này, để ế người thuê như thế này. Đây thì có một cái chỗ đây gọi là bánh bao đấy, gọi là bánh bao Thọ Phát nè cả nhà mình. Cửa hàng bán đồ bánh bao ha, bánh bao Thọ Phát đây. Thì bánh bao Thọ Phát bây giờ thì cũng đã đổi chủ rồi. Trước thì của Thọ Phát, nhưng mà bây giờ thì Kido, tập đoàn Kido đã chiếm gọi như là 68% cổ phần rồi. Cho nên là bây giờ là cái quyền quyết định kinh doanh cũng như là điều khiển thuộc về tập đoàn Kido. Đó thì gia đình chúng ta thấy là bây giờ là những cái tập đoàn lớn bây giờ thì phải đổi chủ thôi. Bánh bao Thọ Phát thì dim sum há gạo xứ mại nữa, rất là nổi tiếng. Và ngay khu vực độ đại thế giới đây, cho nên mình thấy là khu vực này trước đây đây, đây là Trần Quang Ký đây, vịt quay sốt tiêu đen Trần Quang Ký. Thì đây là một cái địa điểm gọi là nổi tiếng luôn. Và khi mà vào đây mà mua vịt quay á, là phải xếp hàng, rồi phải bất phiếu, lấy phiếu, rồi đợi thì mới có. Nhưng mà hiện tại thì vắng vẻ như thế này đây. Coi như là hiện tại thì gần như là không có khách khứa gì vào để mà mua ở đây hết. Rất là chậm, buôn bán không được nữa. Đây là tất cả mặt bằng kinh doanh khu vực này thì gần như là bây giờ là bỏ không hết, cho thuê. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, bài toán kinh doanh người ta tính không ra, nên là ta cũng không dám thuê. Thuê mà làm ăn thua lỗ không thì cũng thua. Đó thì hôm nay thì Ri cũng vừa nghe được một cái tin là phải nói là giật gân luôn. Đó là người mẫu Ngọc Trinh, nữ hoàng nội y đó, nữ hoàng nội y sexy Ngọc Trinh thì vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là ra lệnh bắt tạm giam đó. Tạm giam 3 tháng khởi tố về cái tội là gây rối trật tự công cộng.
sử dụng giả tài liệu của con dấu của cơ quan tổ chức, gia đình mình thấy là khủng khiếp chứ. Và gần đây thì sau những cái vụ ồn ào về với bác sĩ Thịnh rồi nhiều cái nữa thì Ngọc Trinh, phải nói là Ngọc Trinh là một cái người mẫu nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng là đa số là về tai tiếng thôi, về những phát ngôn, về những cái sexy nó trái với thuần phong mỹ tục. Và cô ta nổi tiếng nhưng mà lại nổi tiếng vào cái hướng tiêu cực. Và gần đây nhất là phải nói là cái điều mà đam mê thì ai cũng có hết, và đặc biệt nữa là đam mê xe mô tô thì bây giờ là không phải riêng ai, mà đi thấy các bạn trẻ thì cũng đam mê xe mô tô rất là nhiều, phân khối lớn. Và Ngọc Trinh thì cũng đam mê đó, là cái chuyện đó thì sẽ không có gì để bàn. Nếu như mà Ngọc Trinh không phải là gọi là tạo những cái thế mà phản cảm trên xe, rồi chạy xe buông ra hai tay, rồi nằm những cái tư thế trên xe làm cho mất an ninh trật tự công cộng, và Ngọc Trinh là một cái người mẫu nổi tiếng mà khi mà đăng lên cái mạng xã hội rồi thì sẽ có rất nhiều cái bạn trẻ gọi là theo trào lưu và học theo. Và ở đây thì đây là một cái điều rất là nguy hiểm, khi mà chạy xe phân khối lớn mà không mặc đồ bảo hộ nè, rồi không có giấy phép lái xe hạng A2 nè, rồi nhiều cái nữa, cho nên là dẫn đến một cái điều đó là một cái hệ lụy, và kể cả bị thương tích luôn, bị té xe luôn, phải vào viện nữa để mà băng bó lại. Thì thành ra là đã tạo cho một cái giới trẻ một cái trào lưu gọi là xấu. Đây cũng là một cái nghiêm trọng, và cái nghiêm trọng hơn nữa là Ngọc Trinh đã quay phim lại và dựng lại clip để phát tán lên trên mạng. Thì làm đây là một cái điều gọi là nhức nhối, mà bắt buộc cơ quan điều tra người ta phải vào cuộc để mà khởi tố dự án, để làm gương cho những người khác. Thì cũng hy vọng rằng thì vụ án này sẽ mau chóng qua đi, và hy vọng rằng đây cũng là một cái bài học đắt giá để Ngọc Trinh phải nói là nhìn nhận lại cái sự việc của mình, cái việc làm của mình, và cũng mong rằng là cô sẽ ăn năn hối cải và sẽ được pháp luật và nó là khoan hồng để cho cô một cái cơ hội cô làm lại. Thì phải nói là quá nhức nhối với những cái tình trạng như thế này. Đây thì bây giờ thì Rê đang ở Trần Hưng Đạo B rồi. Trần Hưng Đạo B là một chiều ha. Đây có cái chợ, một cái chợ nhỏ, đây là chợ xã Tây đây. Nhưng mà hiện tại thì chợ bây giờ thì buôn bán ế ẩm và điều hiu như thế này đây. Tất cả hình như là những cái mặt bằng kinh doanh, rồi những cái mà gọi là rất là nổi tiếng ở khu vực Nguyên Năm đây, buôn có bạn bán có phường đây. Khu vực này thì chuyên bán về đầu lân, chống lân nè, rồi bán về các cái áo khoác để mà thờ cúng rồi đó, áo mà để dân cúng cho bà rồi. Thì ở đây thì khu này chuyên luôn, ở đây có một cái nhà hàng Ái Huê 2 đây, và chuyên về kiểm sắm dim sum cũng rất là nổi tiếng tại khu vực quận 5 mình. Phải nói là bây giờ thì tất cả các mặt bằng gần như là gia đình chúng ta thấy đó, gần như là tất cả các mặt bằng hiện tại là như là thua rồi. Những cái mặt bằng hiện tại như là bây giờ là đóng cửa nhan nhản hết luôn, tình hình rất là căng, vắng vẻ vô cùng. Ngã ba ngã tư như thế này mà mặt bằng thì cũng đóng cửa luôn, cho nên là kinh doanh về càng cuối năm thì Sài Gòn thì càng ngày càng khó khăn đó. Thì hổm rài thì tình hình toàn là những tin giật gân thôi mà, không biết thì bây giờ sao nữa. Mà thấy cái tính cách của con người nó manh động quá, thay vì người ta giải quyết vấn đề là gọi là chửi nhau, bắn nhau, hoặc là cao lắm thì gọi là va chạm tay chân với nhau thôi. Nhưng mà bây giờ thì đi thấy không phải vậy nữa, không phải chửi nhau, phải đánh nhau nữa, mà có những cái sự cố mà mình thấy là sợ vô cùng, gọi là người ta có thể sẵn sàng vì một chuyện nhỏ mà có thể khử đi một người nào đó. Giống như là cái vụ gần đây nhất là cái anh kia, ảnh trong cái shop thời trang đó, thì ảnh vô ảnh xử bạn gái của ảnh luôn, phải nói là đâm chết tại chỗ luôn, rất là phải nói là thảm thiết.
và cái vụ phân xác nữa của á hậu nữa, rồi phải nói là quá trời luôn, những cái vụ án mà gọi là chấn động luôn, phải nói là sẵn sàng mà ghê gớm đến mức độ mà bây giờ mà giết bạn gái mình xong rồi phải phân xác ra thì đi giấu mỗi nơi một khúc, khủng khiếp rồi, không nghĩ là một cái người mà có thể làm được cái điều đó. Quá trời, phải nói là bây giờ thì cái tình trạng không phải gọi là bạo lực nữa, cái này phải gọi là tử chiến luôn, sẵn sàng đánh đổi luôn, mạng đổi mạng luôn, chứ không phải là bạo lực là đấm đá nhau vài cái rồi thôi nữa. Cái tình trạng bây giờ là phải nói là tử chiến luôn, quá gùng gợn. Bây giờ thì đi cũng xuống gần tới trận đạo B thì khu này cũng gần Sói Bình Lâm đấy, chuyên về bán vải ha. Khu này thì bây giờ thì gần như là các cửa hàng vải bây giờ thì cũng than khóc luôn, kể cả phụ kiện không bán được. Tình hình bây giờ thì gần như là sắp trời cuối năm rồi, sắp rồi đến Noel rồi Tết Tây rồi Tết Ta nữa, thì cái giai đoạn này đây là thời trang đang là rục rịch hoạt động mạnh để chuẩn bị ra những cái mẫu mới trước ngày lễ Noel để người ta mua, người ta đi chơi Noel rồi chơi Tết Tây rồi chơi Tết Ta luôn. Mà bây giờ thì gần như là bây giờ đây thương xá Đồng Khánh này, mặt bằng thì ngay chỗ mặt tiền để mà kiosk cũng đóng cửa nữa, thì gần như là bây giờ thì người ta kinh doanh rất là chậm. Tình hình gọi là để chuẩn bị cho những cái lễ lớn cuối năm, chuẩn bị vào những cái Tết cuối năm thì gần như là đi thấy là êm đềm luôn, không thấy là có một cái gì đó gọi là phát triển hết, rất là chậm đó. Thì tình hình thì bây giờ thì càng ngày thì kinh doanh càng khó khăn rồi. Ở đây thì thấy nhiều ha, đây thì áo dài rồi vải rất là đẹp luôn, và áo dài của Việt Nam chúng ta phải nói là tuyệt vời, và một cái chiếc áo mà có thể nói là mang biểu tượng của Việt Nam luôn, rất là đẹp. Và nhiều người nước ngoài người ta nhận xét về chiếc áo dài của Việt Nam chúng ta nói là kín đáo nhưng không kém phần hấp dẫn. Gia đình chúng ta thấy rồi đó, một chiếc áo dài Việt Nam chúng ta mặc vô từ trên đến dưới nhìn rất là kín đáo, rất là lịch sự, nhưng mà nó lại khô ra được ba vòng rất là rõ nét luôn. Cho nên là người nước ngoài người ta nhận xét một câu kín đáo nhưng mà không kém phần hấp dẫn đó. Đó, nó là như thế đó, quá tuyệt vời cho một cái chiếc áo dài của Việt Nam. Và hiện tại đi gần như là tất cả các cửa hàng ở đây thì vắng lặng như tờ luôn, người bán cũng không thấy, người mua cũng không thấy, chỉ thấy cái cửa hàng mở ra trơ trọi như thế này đấy. Cả nhà mình thấy đó, gần như là mở ra trong cái tuyệt vọng, mở ra để mà gọi là ở đây thì thấy đóng cửa la liệt luôn. Mở ra thì cả nhà mình thấy đây, những cái cửa hàng như vậy thì bây giờ đóng cửa hết rồi, gần như là chuyện kinh doanh buôn bán bây giờ khua quá chậm. Những cái thương xá như thế này, những cái kiosk ở trong mà gần như là đóng cửa hết luôn, không có ai buôn bán kinh doanh gì hết, rất là chậm. Thì phải nói là bây giờ thì thua hết rồi tình hình kinh doanh buôn bán của bà con. Càng giai đoạn cuối năm thì càng phải nói là đây thấy có bạn bán nhà luôn. Khu vực này thì hiếm nha, chủ yếu là cho thuê thôi, thì bây giờ thì nó cả hiện lên cả bạn bán nhà nữa. Mà hiện tại thì bây giờ thì bán nhà thì tình hình chỗ này thì chắc người ta cũng không mua nổi, trừ khi bán rẻ lắm thì mới có người mua thôi, chứ còn bán mà giá cao nữa thì gần như là bây giờ là không ai dám đụng hết. Nó chạy một vòng luôn khu này thì ngay nhà thờ Francisco đây, thì khu vực này là chuyên bán về thuốc lá ha, thuốc lá khu vực này là chuyên luôn đó. Coi như là nguyên cái đoạn này, khu vực này thì chủ yếu là bà con kinh doanh gọi là thuốc lá thôi, chỉ bán tất cả các mặt hàng là thuốc như thế này. Và mình thấy là những cái mặt hàng thuốc như thế này coi như là khắp luôn nguyên đường luôn, gọi là buôn có bạn bán có phường luôn. Nguyên một cái dãy này, nguyên cái con đường này bán chỉ dọn dẹn mọi cái thôi, gọi là thuốc lá đó, quá trời.
như là nguyên một cái con đường như thế này. Thì cả nhà chúng ta thấy khu vực Chợ Lớn này sầm uất như thế nào mà bây giờ thì cũng te tua tơi tả như thế này. Nữ Nghi sẽ đi một vòng nữa. Đây là con đường Hải Thượng Lãng Ông đi. Gần ngay thì ngay bến xe Chợ Lớn luôn rồi. Một cái con đường lớn như thế này đây. Chuyên danh tất cả các mặt hàng luôn. Thì bây giờ Chợ Lớn bây giờ thì cũng giống như là chợ truyền thống về đại gia đình chúng ta. Những cái chợ truyền thống về bán về hàng ăn uống thì ở đây Chợ Lớn đây. Những cái mặt hàng như thế này đây. Nhưng mà hiện tại thì không có người mua, không có khách đến luôn. Bán sỉ thì rất là chậm, mà bán lẻ cũng không xong luôn. Nhiều cô bác bình luận vào đây thì nói ở đây vắng là do người ta bây giờ người ta bán sỉ, người ta giao hàng không à. Cho nên là thấy vắng là bình thường, nhưng mà thực sự hỏi thăm bà con đây mới biết là ở đây nó vắng, rất là vắng. Và kể cả giao hàng cũng không thấy luôn. Nhiều khi từ sáng tới chiều luôn mà bán không được đơn hàng nào. Đó thì nó thảm đến mức độ đó đó. Thì cả nhà mình thấy đó, nhiều khi là đi như vậy thì thường ngày những cái năm trước thì bán được 10, bây giờ bán được khoảng 2-3 là cùng, nên là nó giảm như vậy đó, giảm 70-80%. Thì cái công việc kinh doanh mà nó giảm đến 70-80% thì quý cô bác anh chị mình thấy là kinh doanh như vậy thì nó còn gì gọi là kinh doanh nữa, te tua tơi tả luôn. Mình bán bây giờ nó giảm gọi là giảm 20-30% thôi là cũng muốn xỉu lên xỉu xuống rồi. Mà bây giờ cái việc kinh doanh mình giảm đến 70-80% thì còn gì nữa. Khả năng là cầm cự. Tại vì cái nghề mình ngày trước bây giờ và vốn liếng bỏ đây nữa thì không biết phải làm gì khác, cho nên phải cầm cự. Nhưng mà thật sự mà nói mà với những cái người mà mới khởi nghiệp đó, mà cái lượng khách giảm như vậy thì chắc chắn một điều là phá sản luôn, chứ đừng nói là cầm cự. Giảm 20-30% thì còn đỡ, giảm 70-80% thì không còn gì để nói hết. Quá khủng khiếp, phải nói là khủng khiếp luôn, chứ không phải nói là bình thường nữa. Rất là căng. Đó thì để sẽ đi một đoạn nữa khu vực này để gia đình chúng ta thấy là nhìn cái con đường Phú Hữu đây, Phú Hữu quận 5 đây, thì buôn bán như thế này thì phải nói là quá chậm luôn. Chậm chưa từng thấy. Ri sẽ rẽ vào đường Hồng Bàng ha. Đường Hồng Bàng để gia đình chúng ta nhìn thấy đây. Phía trước của mình là Thuận Kiều và La Sa đây. Ngày xưa nè, tên Thuận Kiều ngày xưa, bây giờ thì Vạn Thịnh Phát tập đoàn An Đông đã mua lại rồi. Đổi tên là Green Garden. Mà hiện tại thì cũng vắng tẻo teo luôn. Gần như là khu vực này bây giờ thì không có kinh doanh buôn bán được gì hết. Tất cả những cái nhà mặt tiền đó thì đóng cửa rất là nhiều. Khu vực này thì nhà ở đây thì ngày xưa bán người ta tính là mấy ngàn cây vàng không à. Vàng mà tính là ngàn cây không một cái mặt bằng. Nhưng mà bây giờ thì cho thuê mà không ai thuê mà. Coi như là tiền của để ra khủng khiếp luôn để mua được cái nhà ở đây. Và bây giờ thì không làm ăn gì được hết. Cho nên là rất là căng. Đó thì kể cả những anh chạy xe ôm công nghệ thì ghi thấy cũng ngồi đó, thở dài thở vắng luôn. Truyền thống thì cũng ngồi luôn. Bây giờ thì quá nhiều hãng xe ôm công nghệ ra, mà cái lượng khách thì bây giờ nó đã giảm chứ không phải tăng, không phải giữ nguyên nữa. Tại vì cái lượng đi lại bây giờ tình hình kinh tế khó khăn rồi, bà con người ta cũng về quê sinh sống rất là nhiều rồi. Thành phố bây giờ thì cái lượng khách nó giảm, lượng người nó giảm, mà cái lượng xe ôm công nghệ thì tài xế xe ôm công nghệ thì lại tăng lên. Chính vì vậy mà bây giờ làm cho cái cuộc sống của các anh tài xế xe công nghệ gặp rất là nhiều khó khăn. Bây giờ thì không có chạy được ngày kiếm chừng 100 ngàn, 100 mấy ngàn tiền lời là đỏ mắt luôn. Mà giữa lòng thành phố Sài Gòn này thì quý cô bác anh chị thấy đó, 100 mấy ngàn thì sống ở Sài Gòn này sống làm sao? Sống mình thôi nha, chưa kể người khác. Rồi tiền trọ nè, rồi điện nước, rồi mọi cái nữa. Chưa nói đau ốm bệnh tật nữa. Cho nên là cái cuộc sống của bà con nghèo bây giờ là phê dữ lắm. Phải dùng gọi là từ phê đó. Tại vì bây giờ là khó khăn quá trời rồi. Ai cũng khó, ai cũng khổ hết trơn. Giờ cũng không biết làm sao đó. Mà người giàu, người có tài sản đó, mặc dù là bị thua lỗ, bị nhiều cái nhưng mà vẫn đỡ hơn. Họ vẫn còn có tài sản lớn, họ có thể sanh sửa được, họ có nhiều cái phương án. Còn với những cái bà con nghèo, lao động nghèo
thì bây giờ là tình hình này thì chỉ có phải nói là chịu trận thôi, và khổ vẫn khổ, đói vẫn đói thôi. Đó thì cả nhà mình thấy đó, chạy xe công nghệ bây giờ rất là khó khăn. Có nhiều anh bây giờ là chạy ghi thấy là chạy Everest nè, chạy Vision nè, chạy tay ga mà hạng sang thôi. Tại sao họ chạy xe công nghệ mà họ lại chạy xe sang vậy ạ? Xin thưa là không phải là họ sinh ra là để làm chạy xe công nghệ, mà trước đây họ có công việc gì đó, văn phòng hay là làm công ty hay là xí nghiệp gì đó. Nhưng mà bây giờ thì họ sắm cái xe để mà họ đi làm, họ làm gỗ luôn. Bây giờ thất nghiệp rồi thì giờ có xe nào thì đăng ký chạy ráp chạy xe công nghệ xe đó. Chứ bây giờ mà không có tiền rồi mà sắm một chiếc xe cà tàng để nuôi thêm chiếc xe nữa thì tiền đâu mà có. Cho nên là nhiều khi mình thấy họ chạy, nhiều khi nhiều anh là chạy SH luôn, cũng chạy xe ôm công nghệ. Thì đó là lý do bây giờ là do là bây giờ bị thất nghiệp rồi, giờ nhà có xe nào thì lấy xe đó thôi, chứ đâu có tiền đâu mà đầu tư thêm chiếc xe khác để mà đi chạy xe ôm công nghệ, gọi là tận dụng luôn, có gì xài đó. Và tội lắm, chạy mà nhiều khi mà xe thác rồi nó mất tiền, chạy thời gian đồ nó hao mòn nó hư, tức là chạy ngày nào thì đã xài hết ngày đó rồi. Tới trường nó xe hư sửa tiền chịu, lại không có tiền sửa xe luôn, rất là khổ cho anh chị em. Tình hình thì phải nói là càng ngày thì càng đuối luôn, kinh tế càng ngày thì càng khó khăn. Đây thì có quán ăn lẩu cá chân ít đây, cơm gà Đông Nguyên, nhưng mà bây giờ thì đi thấy cũng vắng rồi, tại vì thứ nhất là nó mắc, cơm gà Đông Nguyên nó mắc quá, mà bây giờ kinh tế khó khăn cho nên là ăn uống người ta cũng hạn hẹp đi. Cái đường Châu Văn Đêm này là nổi tiếng về các đại lý vé số đây, gần như là tuyến đường này thì đi đâu cũng gia đình cũng thấy là vé số, đại lý vé số, 10 tờ tặng tờ nữa, rồi khi tặng tờ 8.900 tờ chưa được 9.000 nữa, đủ kiểu gây đi cạnh tranh. Nhưng mà bây giờ thì gần như là ngày nào cũng ế hết, vé số bây giờ thì đầy đường luôn, do là các chị mà làm công ty xí nghiệp rồi thì thất nghiệp, giờ không có việc làm, xin việc khác thì không được, thì không biết làm gì phải đi bán vé số. Cho nên là bây giờ thì bán vé số cũng là một cái cạnh tranh khốc liệt luôn, tại vì người bán quá nhiều mà người mua thì chỉ có nhiều đó thôi, và khả năng mua ít hơn nữa. Cho nên là bây giờ thì kể cả mưu sinh cái người nghề vé số cũng rất là khó khăn đó. Thì đây cũng đi một vòng rồi, tới đây thì coi như là cũng về chỗ cầu Cha Ba rồi. Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.